video mới nhất của mình. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua đã luôn theo dõi và ủng hộ. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa có ghé lại chợ La Di, tỉnh Bình Thuận. Vào cái mùa Tết này em mình sẽ đưa cả nhà mình đến với chợ La Di để thăm bà con nha, để xem bà con mấy hôm nay buôn bán như thế nào. Bây giờ cũng hơn 8 giờ sáng rồi, em đã đứng trên trục đường Lê Lợi nè. Phía bên tay trái của em là cầu Tăng Lý, còn đi ngược lại là sẽ về hướng của cảng La Di. Này là ngã tư chỗ ngay đường Lê Lợi và đường Hoàng Hoa Thám nè. Thì chợ La Di nó sẽ có hai đường vào, một là đường Hoàng Hoa Thám và hai là đường Hai Bà Trưng. Từ hướng Hoàng Hoa Thám đi thẳng vào là vào khu B và khu C, còn bên khúc đường Hai Bà Trưng là vào khu A. Có ba cái nhà lồng lận nhưng mà đa số là bà con mình buôn bán hai bên đường nhiều hơn, đặc biệt là cái khu C, khu bán hải sản tươi sống á thì bán trong lòng chợ luôn. Dạ rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi video, nhớ xem hết video để ủng hộ cho em. Cô ơi, sáng giờ bán được không cô? Bán đắt hết luôn. Bán đắt hả cô? Bán được luôn. Dạ. Vỏ này là bán hết rồi này. Wow. Vỏ này với vỏ này nè, hết rồi. Hết rồi. Để bánh đít đó cô à. Cái này là bánh bắp, cái này bánh đít lá gai, cái này bánh phay mì. Dạ. À, dạ. Còn bánh chuối nữa hả cô? Cái này bánh hò. À, bánh hò. À. Dạ. Chứ bên ngoài là có lên lên quay à. Dạ. Thì cô mới bán được, con cũng mừng. Dạ. Dạ Minh 86 chị. 86 hả? Dạ Minh á. 86 hả? Dạ. Dạ con đi nha cô. Bán đồ trang trí Tết ha anh? Ờ, bán đồ trang trí Tết. Quá đẹp luôn. Anh chủ quán cũng đẹp trai nữa. Mấy hôm nay bán được anh ha. Dịp Tết chắc bà con mình mua nhiều ha. Đây bắt đầu là cũng có khách lên lần lần rồi. Dạ. Đây. Cái này là để mình treo lên cây Tết ha anh ha. Đúng rồi, trang trí nhà, trang trí Tết, nói chung là bán. Dạ. Rồi, chúc anh buôn may bán đắt anh nha. Dạ, dạ chào anh. Giờ em qua đường luôn. Phía bên trong kia em thấy bà con mình đi chợ đông lắm. Dạ chào cô. Dạ quay đăng YouTube đó cô à. Quay chợ Tết. Dạ đẹp hả cô. Dạ con chào cô. Lấy đồ vô cho bán cô lấy cái cây. Dạ cô. Đây chị bán quần áo cho mấy bé, quần áo nam áo nữ có hết, dưa hấu nè, dưa hấu lòng men. Mình đi thẳng cuối đường Hoàng Hoa Thám này là sẽ đến khu C á, sát sông Vinh luôn. Khu đó bán hải sản nhiều. Và ở chợ La Di hải sản tươi sống cũng ngon lắm. Hàng thịt nè. Đi chợ để mua thịt nè, rau củ quả cái thứ thì đi tầm 7 đến 8 giờ. Còn đi mua hải sản khung giờ đẹp nhất là tầm 9 giờ nha cả nhà.
má tao mê lắm. Mê bán bắp. Ok. Có củ khoai lang nữa thiêu không? Có. Nếu có củ dưới này thiêu. Tao trồng đủ má ở lại đi để có một cái cơ. Củ bao nhiêu vậy? Tao trồng là ghi có khá là ngon. Đây ít khó quá thì đủ có cách nuôi thì có đầy mọi này đấy. Khó. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú ủng hộ con nha. Ở đây là bà con mình chạy xe đi mua luôn cũng tiện. Đường này nhìn vậy chứ rộng lắm á. Bí đào, rau muống, khổ qua nè, cải xanh tươi luôn. Em sắp tới khu B rồi. Chuối nha. Này chuối sứ á ngoại. Chuối sứ. Còn chuối vàng vàng đó là chuối gì bác? Chuối Đà Lạt. Dạ. Cho con quay xíu. Chuối Đà Lạt thì ăn ngon hơn. Nhưng mà nói về dinh dưỡng thì chuối sứ là bổ. Ăn tốt chút sức khỏe lắm. Dạ con cảm ơn. Này có quán bánh canh chả cá này, đợt trước em cũng ghé ăn này. Còn cô? Còn em chào ăn không? Dạ. Con cầm đi con. Rồi, chỗ đây cô đang muốn ăn. Bánh canh chả cá là gì? Bé hai vị thì cô. Dạ, cho con một bịch một lọc. Hình như là trời sắp mưa rồi. Dạ Tết mà còn mưa nữa sao bán đây. Này là bánh gì vậy bác? Bánh nước. Bánh nước. Bánh nước là gì? Bánh nước hay gì? Bánh cuốn. Này bánh hỏi ha con ha. Dạ. Bánh hỏi và bún. Bánh hỏi, bánh ướt, bún, chả ướt, chả quế, chả lụa. Chả quế hả? Dạ. Đây là chả quế. Dạ, lần sau con ghé con ủng hộ thương má ăn sáng luôn. Dạ, nhìn hấp dẫn quá. Năm mới chúc sức khỏe con. Dạ, con chào con. Rồi bổ. Con có ở đây hàng bún nè, rồi bánh hỏi em thấy nhiều lắm. Bánh mì heo quay nữa.
bỏ sầu nghỉ nó mới chạy 82 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục mấy con. Bữa nay sầu bỏ sầu nghỉ mới chạy 82 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục đồng giá mấy con. Hàng toàn đối dòng bán sổ mới chạy dần chân dần dòn của máy mới chạy 82 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục đồng giá mấy con. Bữa nay sầu bỏ sầu nghỉ, sầu bỏ sầu nghỉ nó mới chạy 82 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục. Bữa nay sầu bỏ sầu nghỉ mới chạy 82 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục đồng giá mấy con. Thành thích thì cũng nhiều con. Hàng toàn đối dòng bán sổ mới chạy dần chân dần dòn của máy mới chạy 82 chục, 2 chục, 2 chục, 2 chục đồng giá mấy con. Món quà của chị Cẩm á, dạ 200 ngàn á, thì chị cho đây là khu B này cả nhà. Chào cô, dạ. Công nhận bà con mình buôn bán ở đây dễ thương quá trời luôn. Ngày trước á, mà khu C chưa có xây á, là bà con mình có bán hải sản hai bên đường á. Giờ thì tập trung về khu C hết rồi. Bình thường cũng có bán nhưng mà bán dài quầy à. Đây có bán hải sản. Ốc hương nè. Sống nha. Bay xíu nha. Hải sản là gì? Quay 50 mấy con. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Nắp gạo hả cô? Ốc gạo hấp xả. Dạ. Dạ. Sáng giờ bán ít quá hoài. Dạ. Mới dọn nha ngoài à. Dạ. Khô đủ loại luôn ngoại ha. Cá này là cá gì ngoại? Cá bơi. Này con đùn. Mua đi cào. Dạ. Còn cá này ngoại. Cá nào? Cá này hả? Cá này có ép.
Vợ bán có 120 kg. À dạ, lấy cho con. Cá ép này cũng ngon. Cá ép ngon lắm cậu. Mua cái này ăn luôn cậu đi. Dạ. Mấy cô mấy ngoại mà ngồi mà không có chỗ bán ở đây á, là bán khó khăn lắm. Hết nhiêu ngoại? 70 ngàn, 72 ngàn. Rồi lấy 72 ngàn đi. Để lấy 70. Lấy 72 ngàn nha. Ngoại ơi, con có món quà của chị Cẩm á, bên Mỹ á, để tặng ngoại nha. Cảm ơn cậu. Là không có con cái gì không ạ? Dạ. Cảm ơn cậu. Đây con gửi tiền khô của con. Cảm ơn cậu. Tới đây nghe mùi thơm của chả. Chả cá. Cảm ơn chị. Chả cá đây là không có pha cho nên nó dai nó ngọt. Không biết là hôm nay trời gió như thế này á, chợ hải sản có nhiều không? Chứ lần nào em vào chợ hải sản là gì thấy cũng nhiều hết. Cô hôm bữa con thấy có người quay cô lên ti á. Dạ. Này gọi là bánh gì vậy cô? Bánh kẹp. Bánh kẹp. À, hôm nay con cho cô lên TV tiếp nha. À. Quá trời. Xíu mà còn thấy nóng mà ngồi cách xa đó. Bánh này dịp Tết bà con mình mua cũng nhiều. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Dạ con chào cô. Cá thuận á cô. Cá mối em. Cá mối à. Cá dạ. Mối này rút xương. Dạ cá mối rút xương. Ướp xả ớt. À, ớt này nhiêu ký cô? Cái này 90. Ừ. Vậy là bán sắp hết cái này ha. Ờ, bán gần hết. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ con đi nha cô. Quầy đồ khô nữa nè. Cô ơi cho con quay mấy con mực khô được không?
Tết thì nhu cầu đồ khô đó, cũng nhiều. Dạ quá trời bự luôn. Trời ơi, đó thấy chưa? Mực này chắc hơn 1 kg hả cô? Đây. Đó. Trời ơi, con mực đã chưa? Trong trắng nè. Mà nó thơm đó. Mình nghe cái mùi là biết mực mới mực ngon. Mình nghe mùi mực mới thì ta. Hay vậy. Mua mấy con, cô cũng mua nhiều ha. Dạ. Kênh gì á, kênh nào á, mở ra coi. Dạ, Minh 86 chú. À, Minh 86 ha. Minh cơm. Cảm ơn cô chú nhiều nha. Dạ, chào cô chú. Đó, phía chỗ ghe neo đậu là chỗ ngay sông Vinh đó. Cửa của sông Vinh là cảng La Di. Khu vực trong sông Vinh này bà con mình neo đậu nhiều lắm. Đường vào khu C có bãi dưới xe nè. Xe này mới xây cũng được vài năm này thôi. Xây xong là mắc 2 năm dịch cho nên cũng mới hoạt động mà. Trong này hơi tối cả nhà mình thông cảm nha. Đó, cá bự quá trời luôn. Dạ con đi với phim cô. Cô thông cảm. Quay phim nữa. Dạ chú lưỡi cá chú. Dạ. Rồi cá đã chưa? Dạ. Cô thông cảm nha, con quay giới thiệu. Dạ. Đó cá đục đó. Cá đục mà lớn cỡ này là ngon đó. Cá này cá ba chầu. Cá thóc mắt cũng trong. Dạ cảm ơn cô. Cá ngừ, cá cam, cá sủ. Chị bán ốc. Mực nè. Hello chị. Bữa nay nhuộm tóc nhìn ông già luôn á. Nhìn mặt nhớ em không? Là trước em vay chị bán ốc đó. Mực nang nhiêu ký chị? 200 Dạ cảm ơn chị. Mực lá. Mực đủ không? Đủ nhậu không? Đủ nhậu. Tôm biển. Bắp biển lâu lâu có một con. Hải sản nhiêu đây vẫn là ít nha cả nhà, chứ bình thường nhiều lắm á. Còn khu phía trong nữa nè.
tình hình này có vẻ là hơi vắng. Lá này ngon. Trời ơi, mấy bậc lá to dữ vậy ta. Con quay xíu nha cô. Cũng có lớn mà cũng có người ta. Tôm bạc, cá sòng, cá mú. Tại vì không có khách đó, cho nên em ngại hỏi giá lắm, cả nhà thông cảm. Cá diêu hồng. Giờ này mới 9 giờ thôi, xíu nữa chắc khách sẽ đông hơn. Vậy là ế ha chị ha. Dạ. Em vào em thấy bà con mình vườn heo là biết. Dạ. Dạ. Hương này là hương biển. Ốc hương mà cả nhà mình thấy cái vỏ nó đậm đen đậm là ốc hương biển á. Dạ. Quá khổ luôn. Dạ em chào chị. Bạch tuộc nè. Phía trong này đông hơn xíu. Có cá bì lão. Đây là con cá bì lão. Cá bạc má. Cá sòng. Sáu chục ngàn ký. Cá ngừ to ghê ha. Này cá đổng này cả nhà. Cá đổng là cá chim. Cá đổng là cá hồng hồng đó. Này cá chim, chim biển. Còn con cá bự bự này là cá chai nè. Phía bên này là tôm, tôm thẻ, tôm càng. Cá chim nhiều kiểu rồi. Dạ mình 86 chị. Dạ mình đường hả? Dăm đi. Cá chim 100 ngàn. 101. Tôm tích sống. Có mấy con bò hòm nữa. Cá đó cũng đắt tiền lắm á. Thường mà cá bò hòm á, thì cả nhà mình nên ăn loại cá bò hòm lớn nha. Lớn nó nhiều thịt hơn. Hai loại là đều bò hòm hết á. Loại nhỏ thì nó có hai sừng. Ghẹ cũng to quá trời kìa. Mực lá, tôm bạc. Dịp Tết mà không mua mà hỏi giá thì bà con sẽ không được vui, cho nên cả nhà mình thông cảm. Em cũng cố gắng hỏi giá nhưng mà cũng tùy vào cô, tùy vào chị nha, vui vẻ em hỏi.
cá gáy nè, cá bóp 300 mấy á cả nhà. Tại vì cá bóp mà người ta mua sỉ nguyên con á, ngoài lòng bè là 200 mấy, gần 300 mà người ta cắt phanh có nghĩa là sẽ lấy ruột, lấy đầu ra, thì giá bán thịt cũng phải 300 mấy nha cả nhà. Tại vì tiền vận chuyển này nọ nữa. Bên này ngao tím nè. Cá khủng không? Cá thu, cá bóp không? Cái quầy của cô hải sản rất là tươi luôn á, nhìn cá nhỏ tôm nhỏ thôi chứ tươi. Như cái này là của nghề lưới nè. Ốc sò điệp. Trời đang âm mưu mà trong nhà lồng nữa cho nên tối lắm. Chất lượng hình ảnh hạn chế xíu. Rồi mấy con mực nang này con 4-5 kg là bình thường. Cô ơi con đó mấy ký bự với cô? Dạ mình 86. To quá à, mấy ký cô? 5 ký rồi. Đoán đúng rồi đó. Cho quay mấy con ốc đi. Ốc voi. Bên này cá khủng nữa nè. Còn cá mó mà trời ơi, quá trời bự. Đây cá mó, cái đầu của nó gần bằng cái mặt của em á, nhìn hình vậy thôi chứ nó bự lắm nha. Rồi mấy con cá bì lão kìa, quá to luôn. Ui con bì lão kia còn to hơn nữa. Thì tính tiền qua em đủ tiền không? 5 triệu. Con này là thuộc hàng khủng luôn á. Đó con nó nhỏ hơn mà cô cầm là cũng bằng 1/3 người đó. Mà con này to hơn luôn nè. Gấp 3 là con đó. Mua hải sản đây bà con mình làm sẵn cho mình luôn. Mình đến mình yêu cầu hoặc mình hỏi. Tới mùa gần Tết đó, rồi qua tháng Giêng đó, là tới mùa cá đục. Cá đục này cũng có giá lắm. Cá đục là đi đánh lưới hay là mấy anh mấy chú câu nè. Ồ lâu rồi mới thấy lại mấy con cá nức á cô. Cá nức này nấu cháo nó ngon lắm nè. Cá đó là cá kẽm đó.
cá đó ôm ngon lắm. Còn mấy con cá dài dài này là cá nhầm chương. Cá nhồng trường này to lắm, có con nữa. Công nhận cá kiển ngon. Đến là gì cả nhà mình không có đi ra làng chài cảng hay gì mua được á, mua hải sản được á, thì em thấy vào chợ là cũng hợp lý lắm. Tuy là hôm nay em không có hỏi giá được nhiều, nhưng mà mấy lần trước em đi em hỏi giá là ở đây em thấy hợp lý. Bây giờ em sẽ qua khu vực phía bên của khu A nữa nha cả nhà. Đi hết khu A rồi em tạm dừng video này tại đây luôn. Sẵn cái lại tặng cho ngoại nãy các cô. Tặng ngoại các cô ngoại nè. Gì con? Con tặng ngoại các cô á. Con tặng ngoại hả? Dạ. Trời ơi. Ngoại cảm ơn con nha. Dạ dạ. Chúc ngoại nhiều sức khỏe. Wow, quá trời chả luôn cô. Rồi cái cây chả này nó bự chứ cô. Dạ. Con quay xíu. Dạ. Em quét ra. Là làm từ thịt heo hả con? Dạ, thịt heo con. Người ta nướng lên. Nướng. Dạ. Là mình bán ký hả cô? Con này chả lụa nè. Chả lụa, đúng rồi. Dịp Tết này có chả này biếu khách là hợp lý lắm. Trên này là nem hả cô? Là nem, là xưởng. Gà. Cô gà. Gà bông. Có một cái món ăn đặc sản nữa đó là chả lụi, mà hình như là đa số bán vào buổi tối, buổi sáng thì em thấy ít bán. Bán bánh căn nữa nè, xôi. Vào chợ là gì là không thiếu thứ gì luôn, từ hải sản cho tới rau củ quả thịt rồi đến hàng ăn. Dạ cô, cho con quay soi xíu nha cô. Soi đẹp quá. Cô soi này là soi gì? Soi giò đậu xanh. Này lấy cẩm, này đậu phộng, này soi dứa, soi khoai môn. Dạ, dứa với khoai môn. Đậu phộng, soi đậu phộng nữa. Dạ. Bánh ít có nhân đậu phộng và có nhân dứa. Bánh ít xanh, bánh ít dê á, bánh xanh xanh, bánh ít dê á. Dạ. Bán cả ngày luôn hả cô, hay là bán buổi sáng thôi? Dạ sáng tới trưa. Dạ. Cảm ơn cô. Ở chợ La Di thì bà con mình chủ yếu tập trung bán vào buổi sáng đến trưa thôi, buổi chiều ít lắm. Buổi sáng thôi chứ không có. Bánh cam 12 giờ là hết nè. Mấy cái tin vậy? Dạ 30. Chè xoay nước nè. Ủa bánh gì nữa kìa? Bánh ít chằn nè. Bánh tiêu. Đủ hết á. Dạ. Bánh cam. Chụp bánh có chụp ngừ không?
Dạ có luôn cô. Đây bánh tiêu. Buổi sáng à. Lên cái chợ Tết hạt xôi đi cho nó đẹp. Dạ. Nhỏ nó nhỏ gọn. Bao nhiêu tiền không? Dạ mười mấy triệu á. À. Dạ. Dạ con chào hai cô. Ờ, dạ. Chơi vui lắm á. Hai chị vàng cho mấy. Đây khu A đây. Khu A thì bà con mình bán bông nhiều với có mấy tiệm vàng bạc á. Đẹp quá cô ơi. Chị Lan bên kia đẹp hơn đó là. Dạ. Đây Lan. Lan hả cô? Bông thì em không có rành lắm. Thấy đẹp quá. Nhị Lan. Chú. À, chào bác. Dạ chú đợi con xíu. Chào bác. Sáng giờ nhiều bà con ủng hộ không bác? Không cũng ít rồi. Để nhà bác gần đây không? Đúng rồi, xa đó. Xa đó. Mỗi lần lên chợ này đi bao nhiêu phút chú? À, chú đi lên đây khoảng 15 phút rồi. 15 phút rồi. Dạ đi xe. Để xe ôm. Con có món quà thay mặt chị Cẩm ở bên Mỹ á. Cảm ơn bạn gửi tặng cho chú. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn chú nhiều sức khỏe chú nha. Rồi, Tết vui vẻ chú. Tết vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn bạn. Rồi chú đi nha. Dạ dạ anh chào chú. Dạ con Bình Thuận, con ở về Tuy Phong. Dạ chắc có coi con rồi á. Bông đẹp mà người bán bông cũng đẹp nữa cô. Dạ, bán bông ba. Dạ. Cô bán bông đi. Bông bông ngoại đảo làng luôn, bán bông 60 năm. Dạ, chuyên nghe lại. Dạ. Để em quay bông chậm chậm á cho mấy cô mấy chị xem. Đủ loại luôn. Ba khu á không có tập trung lại cho nên bà con mình tản ra bán rất là đông, rất là nhiều luôn.
Cô, cái rau này về mình nấu nước mát không đúng không cô? Thì nấu cuốn mát. Các kiến gì? Nhỏ em cũng hay uống, cũng dễ uống, cũng ngọt ngọt. Cô, sáng giờ bán được cái nào chưa cô? Để bán một cái cũng khó. Đây hình như là bông giả. Chợ Tết hoài. Đang có thể hả? Dạ. Trang gì ạ? Minh 86 chị. Trang 86. Có từ cái mỡ rồi. Để chú mới cô. Cái này cái này à. Dạ cô. Trời quá trời đậu luôn. Cho quay xíu ra bác nha. Mày cám à. Gà con chim. Đậu xanh. Có gạo lứt nữa. Lúa nữa nè. Tới đường Lê Lợi lại không? Em quay đường xá một chút luôn. Dạ chào cô. Hướng thẳng này xuống là cảng La Di đó.
đẹp quá. Chúc mừng năm mới, tấn tài tấn lộc. Em Minh cũng cảm ơn cô chú anh chị mình dành chút thời gian theo dõi đến hết video của em. Cũng cảm ơn chị Cẩm và gia đình chị Cẩm đã hỗ trợ bà con gặp khó khăn.